Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài Xem đồng hồ, vở bài tập môn toán lớp 3, bộ sách Chân trời, sáng tạo. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra. Trang số 73 nào. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái hoạt động mở đầu nè. Người thì yêu cầu này, đếm thêm 1 theo chiều mũi tên, rồi viết số vào chỗ chấm. Đấy, như vậy đây các em có 2 cái đồng hồ. Chúng ta sẽ làm việc với cái đồng hồ này trước nha. Như vậy các em nhìn này, chiều mũi tên này nè. Đó, tức là chúng ta sẽ đếm thêm 1 theo chiều từ đâu? Trái sang bên tay phải nè. Ở đây nè, cứ mỗi một cái vạch này, này sẽ là 1 phút nè các em. Được chưa? Như vậy các em đếm này, 1, 2, 3, 4, 5. Được chưa? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 này. Đó, người ta đã đếm đến đây là 14 đúng không ạ? Ta đếm tiếp nhé. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Được chưa? 21 này. Vậy thì đến cái mũi tên này nè, đến cái vạch này này là bao nhiêu? 22 phút này. Được chưa? Đó, các em điền số 22. Rồi các em đếm tiếp này. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 30 mấy, 33 này. Vậy đây chúng ta sẽ là 30 mấy, 33 phút. Được chưa? 34, 35 này. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 40 mấy đây, 42 nhá. Đó, chúng ta sẽ có đây là 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 50 mấy, 55 này. Đó, 55. Được chưa các em? Rồi 56, 57, 58, 59 và đây là 6 gì? 60. Đấy, như vậy thì các em thấy này. Theo chiều mũi tên này, các em cứ nhìn thấy này. Số 1 đây là 5 phút này. 10 này, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 và đây là bao nhiêu? 60 phút này. Đấy, vậy thì theo chiều mũi tên này thì chúng ta sẽ đếm là gì? Cứ mỗi một cái số ở trên đồng hồ đây này của Kim Phút sẽ là 5 phút nhá. 5, 10, 15 cho đến gì? 60. Đó, để tí nữa mình sẽ xem cái giờ gì? Giờ hơn, giờ kém các em. Rồi, sang đây. Các em lại nhìn thấy mũi tên ở đây nó lại đi gì? Đi ngược từ bên tay nào? Phải sang trái. Ở đây từ trái sang phải, đây lại phải sang trái này. Ta lại đếm ngược này. 1 phút, 2 phút này. Được chưa? 3 phút, 4 phút, 5 phút. 6, 7, 8, 9, 10. Được chưa? 11, 12, 13 phút. Được chưa nào? Người ta đánh dấu đó. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vậy thì tiếp theo 25 đây là 20 mấy? 26 phút nha. Đó, như vậy các em chú ý nè. Đi theo chiều mũi tên này chúng ta sẽ xem là giờ hơn. Và đi đây, từ phải sang trái sẽ là giờ kém. Được chưa? Rồi, vậy thì chúng ta đã có một cái nhìn cơ bản về Kim Phút của đồng gì? Đồng hồ. Bây giờ mình sẽ cùng đến với cái nội dung đầu tiên. Người ta hỏi điền cái số nào. Như vậy nhìn vào đây, cái đồng hồ này, kim giờ chỉ qua số 8 này, Kim Phút này. Kim Phút này gần đến số 5 đúng không nào? Vậy thì trước số 5 nó sẽ là số 4 đúng không nào? Đấy thì các em chỉ nhìn cho nhanh nhé. Vậy thì đây là 8 giờ 4, 4 phút. Tương tự ở đây, kim giờ đi qua số 8. Vậy thì đây sẽ là 8 giờ bao nhiêu phút? Các em nhìn thấy đây. Muốn biết nó chính xác bao nhiêu thì chúng mình có thể dùng cái thước kẻ này. Đấy, các em nhìn. Đấy, như vậy thì đây sẽ là bao nhiêu? 5, 10, 15. Vậy thì nó sẽ là 16 phút.
Đúng nè. Đó, nó sẽ là một vạch là 10, 16 phút. Rồi chưa? Tiếp theo này, kim giờ đi qua số mấy? Số 8 này là 8 giờ. Bao nhiêu phút đây các em đếm này. Như vậy 5, 10, 15, 20, 25. Đúng không? Chúng ta dùng thước kẻ chúng ta gióng này. Như vậy nó sẽ là cái điểm này đúng không nào? 25 này. 26, 27, 20 mấy? 28 phút. Đúng chưa nào? Đó. Dễ không? Rồi. Sang bên đây. Vậy chúng ta đến với cái đồng hồ tiếp theo này. Đây sẽ là giờ gì? Giờ hơn và giờ kém này. Các em nhìn đồng hồ này. Kim giờ đi qua số 8. 8 giờ. 33 phút này. Đây là 30, 31, 32, 33 phút. 8 giờ 33 phút. Hay người ta gọi là 9 giờ kém 27 phút. Tức là gì? Các em đếm từ trên này xuống thì nó sẽ là 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27. Tức là còn 27 phút nữa sẽ đến gì? 9 giờ. Nên chúng ta gọi đây là 9 giờ kém 2, 27 phút. Hiểu cái này không nào? Thầy nhắc lại nè. Cái giờ ở trên nhá, là chúng ta xem ở đây có phải là 8 giờ 33 phút đúng không nào? Vậy thì các em thấy này. 33 cho đến gì đây là 60. Vậy thì các em lại đếm ngược từ đâu? Từ bên phải sang bên trái này thì chúng ta sẽ thấy 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27. Tức là còn 27 phút nữa thì sẽ đến gì? 9 giờ. Do đó chúng ta sẽ ghi là 9 giờ kém 27 phút. Vậy thì cái giờ dưới đây này người ta gọi là giờ kém. Và cái giờ trên này này người ta gọi là giờ gì? Giờ hơn. Đó. Hiểu cái này chưa nào? Hiểu chưa? Rồi. Áp dụng cái mẫu này chúng ta sẽ xem ở đây. Cái đồng hồ này đi qua số 8 rồi, sắp đến số 9 rồi đúng không nào? Đó. Vậy thì đây sẽ là 9 giờ bao nhiêu phút đó nè. Hãy các em nhìn đây cái đồng hồ, kẻ cái kim này sang. Đó, như vậy chúng ta sẽ thấy nó nằm ở cái kim này đúng không? Ở cái vạch này đúng không nào? Rồi, vậy thì đây là 45 đúng không? 46, 47 phút. Như vậy sẽ là 9 giờ 47 phút. Hay mấy? À xin lỗi các em, 8 giờ chứ. 8 giờ chứ. 8 giờ 47 phút. Hay là gì? 9 giờ kém bao nhiêu phút nữa thì mình đi 9 giờ. Các em đếm xuống. 5, 10, 11, 12, 10, 13. Vậy thì sẽ là 9 giờ kém 10, 13 phút. Được chưa? Rồi, cái đồng hồ tiếp theo này. Gần đến 9 giờ đúng không? Vậy thì đây là 8 giờ bao nhiêu phút? Đây là 50 này. 50 đúng không? Đó, như vậy thì đây, nó sẽ là cái vạch này. 50, 55, 56, 57, 58, 59. 8 giờ 59 phút hay 9 giờ kém mấy phút các em? Đếm ngược xuống. À, 9 giờ kém 1 phút. Được chưa? Đó, như vậy chúng ta đã có cách xem giờ hơn, giờ kém ở đây nhé. Em nào mà chưa rõ thì chúng ta có thể tua lại, xả lại cái video phần thầy nói để chúng ta hiểu hơn. Bây giờ mình sẽ vào bài thực hành số 1. Viết cách đọc giờ. Đó, như vậy cái đồng hồ đầu tiên đây. Người ta yêu cầu mình đọc vào đây. Các em nhìn đây mấy giờ? Kim giờ đi qua số 7. Kim phút nè. Kim phút nè. Ta nhìn đây. Đó, số mấy? À, sát số 2 đúng nè. Đó, như vậy nó vạch này đúng không? Đấy, các em đếm này. 5, 6, 7, 8. Như vậy sẽ là 7 giờ mấy phút? 8 phút. Thì đọc giờ các em đọc phần số này. Sau đó đến giờ nè. Được chưa? Tiếp theo đến gì? Phần số phút này. 8 này. Và đơn vị đây là phút. 7 giờ 8 phút. Được chưa? Rồi đồng hồ thứ hai. Các em nhìn thấy đây. Nó sắp đến 3 giờ đúng không? Kim giờ đi qua
số 2. Và Kim Phút ở đây là số bao nhiêu? Đây. Như vậy đây là 45, 46, 47, 48. Vậy thì sẽ là 2 giờ bao nhiêu? 48 phút. Hay các em sẽ đọc đây là mấy? 3 giờ kém bao nhiêu? Tức là còn bao nhiêu phút nữa thì sẽ 3 giờ? 48 đúng không? Thì đây các em lại đếm ngược xuống này. 5, 10, 11, 10, 12. Tức là 3 giờ kém 10, 12 phút. Còn 12 phút nữa sẽ đến bao nhiêu? 3 giờ. Ok. Rồi đồng hồ tiếp theo. Các em cũng sẽ có là 1 giờ mấy? Đây là phải 12 giờ chứ nhỉ? Đồng hồ này, kim này thì thầy... đúng rồi, chưa đến số 1. Như vậy đây sẽ là 12 giờ bao nhiêu? Đây các em nhìn này. Đó, sát luôn cái vạch số 1 này. 12 giờ bao nhiêu? 50 này. Đây là 55, vậy thì sẽ là 12 giờ 5, 54 phút, đúng không? 12 giờ 5, 54 phút. Hay, mấy giờ? 1 giờ kém bao nhiêu? 5 này, 6, đúng không? Kém 6 phút, tức là còn 6 phút nữa thì sẽ đến 1 giờ. Dễ chưa? Rồi sang bên đây. Bên này thì các em có thể tự dừng video, các em đọc được rồi. Như vậy đây là 4 giờ bao nhiêu? Ta cứ dùng thước ta gióng thôi cho nó dễ nhất, chuẩn nhất. 4 giờ bao nhiêu? 10, 11, 12, 10, 13. Sẽ là 4 giờ 10, 13 phút. Được chưa? Rồi cái đồng hồ này, các em nhìn thấy kim phút đây, chỉ số bao nhiêu? Đó, đây thầy sẽ chấm ở đây nhá. Như vậy đây sẽ là qua số 10 này, đúng không nào? Vậy thì đây sẽ là 10 giờ kim giờ qua số 10. Kim phút này đến đây là bao nhiêu? 30, 35, 36, 37. 10 giờ 37 phút. Hay mấy? 11 giờ kém. Kém bao nhiêu? Kém đếm ngược xuống. 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23 phút. Được chưa? Dễ không nào? 11 giờ kém 23 phút. Xong. Đồng hồ tiếp theo. Kim giờ đi qua số 12, vậy thì sẽ là 12 giờ bao nhiêu phút? Bao nhiêu đây? Chúng ta lại đo. Cứ dùng thước kẻ chúng ta gióng nhé, cho thẳng và độ chính xác cao nhất. Rồi. 30 này, 35, 36, 37, 38. 12 giờ 38 phút. Hay mấy? 1 giờ kém bao nhiêu? Đó, các em đếm ngược xuống. 5, 10, 15, 20, 21, 20 mấy? 22 phút. Được chưa? Ô văn kê chưa nào? Xong nhá. Rồi sang bài số 2. Vẽ kim phút để phù hợp cách đọc giờ. Đấy, như vậy câu A, 3 giờ 21 phút. Vậy thì chúng ta chỉ cần vẽ kim phút thôi. 20 này, 20 thì đến gì? 21. Đấy, thì kem vẽ kim phút vào đây. Đấy, nhớ thẳng là gì? Sau số 4 này là 20 đúng không? 21. Được chưa? Xong. 7 giờ 54 phút. Đây, 55. 55 đây đúng không? 50, 55. Vậy thì trước số 11, một vạch sẽ là 7 giờ 54 phút. Rồi.
11 giờ kém 18 phút. Kém 18 phút thì các em đếm xuống này. 5 này, 10 này, 15 này, 16, 17, 10, 18. Đây, các em sẽ đánh dấu ở cái ô này, à cái vạch này. Được chưa? Đó, như vậy thì 11 giờ kém 18 phút hay là mấy? 10 giờ 40 mấy nhỉ? À, 42. Đúng nè. Đấy, xong chưa? Ngon lành nhá. Rồi, sang bài số 1 phần luyện tập. Nối đồng hồ phù hợp với cách đọc. 3 giờ kém 12, 3 giờ 18, 10 giờ 3 và 10 giờ 21 phút. Các em xem đồng hồ trước. Như vậy chúng ta nhìn thấy đây. Kim giờ qua số 10, kim phút. Số mấy đây? Số mấy? 1, 2, 3, 10 giờ 3 phút. Đây, chúng ta sẽ nối với cái phần đọc 10 giờ 3 phút. Đồng hồ thứ 2, kim giờ qua số 3, kim phút chỉ số bao nhiêu? Chỉ số bao nhiêu đây? À, như vậy đây, chúng ta đánh dấu 15, 16, 17, 10, 18. Vậy thì đây là 3 giờ 10, 18 phút. Đây, đồng hồ này nhá. Ok chưa? Rồi, tiếp theo này. Các em sẽ có đây là 3 giờ kém bao nhiêu? 5, 10, 11, 10, 12 phút. 3 giờ kém 12 chính là đồng hồ này. Và cuối cùng ở đây bao nhiêu? 10 giờ 20 mấy đây? 21 phút này. Được chưa? Vậy thì đây chính là đồng hồ thứ tư. Ô văn kê. Xong. Sang bài số 2. Nối các đồng hồ chỉ cùng thời gian trong buổi chiều. Đấy, nhưng ta chú ý này. Đây là cái đồng hồ điện tử này. Đó, thì nó sẽ có cái giờ 13, giờ 15, giờ 14, giờ 17. Và đây là đồng hồ gì? Đồng hồ kim. Nhưng mà cái số ở đây này, nó không như cái trên này. Đúng không? Số này người ta biểu thị là số gì? À, số La Mã. Đúng nè. Vậy thì các em nhìn thấy đây, cái đồng hồ đầu tiên. 1 giờ, 2 giờ. Đúng nè. Vậy thì đây nè, sẽ là 12 giờ này, 13 giờ, 14 giờ. Tức là giờ này sẽ là giờ 24 nhá. 13 giờ, 14 giờ. 14 giờ này, bao nhiêu phút đây? 15 phút, 16 phút, 17 phút. Như vậy đây sẽ là đồng hồ 14 giờ, 17 phút. Đây. Đó, kem nối vào. Ok chưa? Tương tự này, đồng hồ này chỉ qua số mấy? Qua số 5. Kim giờ. Vậy thì 13, 14, 15, 16, 17 giờ. Bao nhiêu phút đây? 17 giờ này. 10, 11, 12, 17 giờ 12 phút. Đâu? Đây, 17 giờ 12 phút nhá. Đó, dễ không? Rồi, cái đồng hồ tiếp theo này. Kim giờ gần tới số 4. Kim phút này. Bao nhiêu? Số 59. Như vậy đây là 13, 14, 15. Đúng không? 13 này, 14 này, 15 này. Gần tới số 16. Như vậy nó là 15 giờ 5, 59 phút. Đây đồng hồ đây. 15 giờ 59 phút. Và đây sẽ là đồng bao nhiêu? 13 giờ. Sắp đến số 10 mấy? 14 này. Nó mới 13 giờ bao nhiêu? 20, 21. Đúng không? Bao nhiêu? Đây là 45, 50, 51, 52. Như vậy 13 giờ 52 phút chính là đồng hồ này. Đó. Ok chưa? Xong nhá. Rồi, bài số 3. Viết vào cái chỗ chấm này. Như vậy đây là cái hoạt động vẽ tranh này. Bắt đầu vẽ lúc mấy giờ và vẽ xong tranh. Lớp 3A, lớp 3B. Rồi các em quan sát cái tranh đây. Chúng em bắt đầu vẽ lúc mấy giờ? Quá dễ dàng, 8 giờ. Lớp 3A vẽ xong lúc mấy giờ mấy phút? Đây 3A, lúc mấy? 11 giờ, bao nhiêu? 08 phút. Lớp 3B vẽ xong, đây 3B. 11 giờ bao nhiêu? 2 giờ,
20 phút. Đấy. Thời gian lớp vẽ nhanh hơn lớp. À, tức là đồng hồ đây này, thì cái nào bé thì nó sẽ là nhanh hơn, đúng nào? Đấy, vậy thì ở đây sẽ là thời gian lớp gì? 3A. Vẽ nhanh hơn lớp gì? 3B. Bao nhiêu phút các em? Muốn biết bao nhiêu mình chỉ cần lấy số phút này, 20 trừ đi 8. 20 mà trừ đi 8 thì bằng bao nhiêu? 12 phút. Ô văn kê chưa? Đó. Như vậy chúng ta đã hoàn thành được cái bài này nhé. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video này cho các bạn. Hẹn gặp lại các em ở trong bài tiếp theo.